Sang nhà anh họ chơi đến khuya mới về, thanh niên sợ ma còn bị ông anh làm cho một vố hết cả hồn. Thấy đường về tối tăm mờ mịt nên ông anh họ cũng thương tình mà soi đèn cho một đoạn, khiến thanh niên vui mừng khôn xiết, hớn hở chạy như bay về nhà. Tuy nhiên khi cậu em lao mình đi chưa được 5 bước thì ông anh trai đã lỡ tay bấm nhầm á, làm cho cây đèn bất ngờ tắt liệm đi, để lại trước mặt á, là một khoảng không tối đen như mực. Vội vã mở đèn lên, ông anh họ đã không khỏi ngơ ngác vì mới giây trước còn nhìn thấy cậu em, giây sau lại chẳng thấy đâu. Trong khi người anh trai còn đang hoang mang á, thì anh thanh niên lại từ trong bụi cỏ ven đường lờm cờm bò ra, mặt mày nhăn nhó không biết cái gì đau đớn hay là cố gượng cười trong nước mắt. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Sau đó còn cẩn thận phủ sạch bụi bẩn trên quần áo, rồi lại tiếp tục lao vào cái màn đêm đen thui như cái tiền đồ của chị dậu. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip đã không thể nào nhịn được cười trước cái trò chơi khăm vô cùng là nghiệt ngã của ông anh trai. Bên cạnh đó, không ít người cũng nhớ lại một quá khứ sợ ma huy hoàng không kém gì cậu em trai trong đoạn clip. Một số bình luận được mọi người để lại: em nó đã sợ ma rồi mà ông anh còn làm bộ ấn nhầm như thế thì chịu rồi. Chạy qua cái chỗ này đố ai mà không sợ, không sợ ma thì cũng sợ bóng đêm, sợ người lạ mặt. Thiệt chứ trên đời này cái gì thì bỏ được, chứ sợ ma là khỏi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.